Ngọc, sao khóc? Chuyện gì vậy? Trời, sao anh xuất hiện như bụt vậy? Nè, anh đọc cái này đi hiểu. Theo yêu cầu của vai diễn thì em phải có ngoại hình của sinh viên, nhưng thực tế quá phũ phàng khi em lại mang ngoại hình của phụ huynh. Hẹn em vai diễn sau. Hey, chấp nhận sự thật thôi em ơi, đâu phải ai cũng được trẻ trung như chị. Chị còn nói như vậy nữa, không phải chị mới cúp cho em già như vậy thì em đâu bị mất vai diễn đâu. Trời ơi, cái vai diễn đâu có ba câu thoại à, bỏ không tiếc nha. Tiếc sao không tiếc được. Giờ mới 27 tuổi mà mặt đã già vậy, 10 năm nữa chắc tưởng 72. Hoài. Sao cái già nó cứ đi trước cái tuổi hoài vậy? Nè, thôi đừng có khóc nữa. Cách để tra liền thì anh không có, nhưng mà cách để ngăn ngừa lão quá thì anh có đó. Anh sẽ nấu cho tụi em một món, đó là gỏi quýt trộn với lại thịt heo rừng. Chịu không? Tuyệt vời. Ngọc vẫn còn đau buồn cái vụ mà bị mất vai người yêu cũ của năm 9 á. Nên là hôm nay em sẽ là phụ tá đắc lực của anh. Được không đó? Được chứ. Lấy giùm anh một ít quýt đường. Quýt đường hả? Rồi. Mấy trái anh? 4-5 trái. 4-5 trái. Rồi lấy hết luôn. Rồi. Để đây à. Quýt này bị chín. Mình lấy quýt chín hay quýt không chín? Quýt còn sống. Còn sống rồi. Không? Thanh có biết quýt đường ở đâu không? Nè, nhắc là nhớ nè. Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay. Rồi, thu luôn. Ở cái bè, Tiền Giang. À, em giỏi văn chứ địa lý thì em không có giỏi lắm. Ừ. Thôi để em lột quýt cho anh nha. Đúng rồi. Mà anh Nhân em hỏi nè, anh thấy em có già không? Không có. Lột quýt giùm anh đi. Anh nhìn kỹ đi. Nhìn em đi. Nhìn cái gì? Em có già không? Anh thấy em đúng tuổi rồi. Đúng tuổi vậy là già rồi chứ gì? Đáng lẽ em mới nói là em trẻ hơn tuổi của em mới đúng chứ. Bây giờ món ngày hôm nay á là món quýt đường trộn với thịt heo rừng. Trời ngon quá vậy. Rồi mình làm thế anh ơi. Cái này lột ra nhớ phải bỏ riêng ra nha. Vậy hả? Mà em có biết rằng là với cái phần mà quýt này đó, nó sẽ giúp cho cái chuyện mà chống lão hóa rất là tốt. Cái tinh dầu quýt này chống lão hóa rất tốt. Trái quýt. Trái quýt luôn hả? Trái quýt, bơ cũng có thể giúp mình đó. Bơ nữa? Thôi biết hai trái thôi. Không. Trời ơi, nè xạo nè xạo nè xạo nè, không biết nè, không biết nè, giả bộ nói người ta vậy phải không? Không. Cái phần quýt này nè Thanh, tách nó ra. Rồi, ở trong mình nó có cái hạt á, thì em muốn lấy nó ra em cắt thành đôi. Nha, lấy cái hạt ra cho. Nó sẽ ngọt nước hơn. Cái quế khâu này nè, anh bỏ vô. Thịt heo rừng thì mình mua ở đâu được? Thường á, anh hay mua ở chỗ đường Phạm Vi Chánh á. À. Cái này em luộc nhớ đậy nắp lại nha Thanh. Xả nè, cho vô đây, anh cho 1 tí muối nữa. Em thấy heo rừng á, nó hơi dai hơn so với lại heo rừng. Đúng rồi, mình phải luộc kỹ một chút. Cho nên mình phải đậy nắp. Bây giờ mình làm nước trộn gỏi. Món anh Nhân làm toàn món lạ không à. Lần đầu tiên em mới thấy. Ủa, anh bỏ cái gì vô đó chứ giờ mật ông nước hả? Nước cốt cam. Nước cốt cam không? Ừ. Ở dưới á. Cho cái gì? Mật ong đúng không? Không phải. Nước mắm, xíu muối. Mè nè Thanh, bỏ lên tay cho. Không biết được chưa ta? Nãy là được rồi đó. Rất là được. Cho một ít chanh luôn giùm anh nữa nè. Mình chiên gừng. Gừng mà khi em chiên lên như vậy nó rất là thơm. Và nó giúp cho cái gì em biết không? Tiêu hóa. Thường hóa mình... Chính xác. Bách khoa toàn thư mà. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần heo rừng ra. Sao mình phải bỏ vô nước gì vậy? Nó sẽ giúp cho cái phần thịt nó nguội và nó săn lại. Mình ướp một cái hát xì dầu.
mình sẽ áp chảo cái phần thịt heo rừng này. Nó chín rồi, nhưng mà thật ra thì anh cần cái màu nó đẹp hơn. Thơm quá anh ơi. Cẩn thận nóng nha. Lấy cái nước trộn lửa ra chà. Nóng quá hả? Xong mình làm gì tiếp anh? Bây giờ mình trộn thôi. Củ cải đường. Thôi cái nước chấm ngon quá à. Chua chua ngọt ngọt mà thêm mùi mè nữa. Bỏ ra cho anh khoảng 6 cái. 6 cái thôi hả? Đó, 6 miếng. Cái này gỏi quá hả? Trộn miếng. Chua quá. Như quýt chua chua, chua đúng không? Đúng rồi. Cái tỏi này nè, tách ra cho anh. Tách ra hả? Ừ. Rồi em chỉ cần 2 củ tỏi thôi. Đó. Cái này cái phần tam thảo anh đặt lên trên. Trời ơi. Bây giờ em cầm cái này lên trên bàn đi. Rồi anh đi cầm cái sốt lên sau. Được rồi, chưa? Ok. Xong rồi phải không? Rồi hai bé kia. Rồi. Đi trước, anh đi sau. Ngon quá.